tân sinh viên K22, bạn kỳ vọng điều gì nhất ở hành trình học tập tại Đại học Phú Xuân và bạn mong muốn sẽ có những trải nghiệm thú vị nào tại ngôi trường này? Trong năm học sắp tới, em mong muốn bản thân mình có thể đạt được kết quả học tập cao hơn và đóng góp được nhiều hoạt động cho nhà trường ạ. Bước vào hành trình mới này, em mong muốn bản thân mình sẽ học tập thật tốt và tham gia các tích cực các hoạt động của nhà trường. Ở một môi trường mới, em mong muốn được có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khóa để phát triển bản thân. Đến với Đại học Phú Xuân, em mong muốn sẽ có được nhiều cơ hội hơn để học hỏi, phát triển và nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn. Đến với trường Đại học Phú Xuân là một học sinh của trường, em mong sẽ có nhiều đóng góp dành cho trường và có thể thể hiện được hết năng lực của mình ở trong ngôi trường này. Em muốn bản thân mình sẽ đạt được những thành công và mục tiêu đã đề ra. Đến với năm học mới này, em mong muốn sẽ có nhiều cơ hội được thể hiện bản thân, từ đó học hỏi kinh nghiệm từ các thầy cô và bạn bè, cùng nhau đưa Đại học Phú Xuân phát triển mạnh mẽ. Khi bước vào ngôi trường Đại học Phú Xuân, điều gì khiến bạn cảm thấy ấn tượng nhất? Đến với ngôi trường này, em cảm thấy đây là một nơi có cơ sở vật chất rất đầy đủ, rất phù hợp cho mục đích học tập của em. Đến với Phú Xuân, môi trường sẽ giúp cho các bạn sáng tạo và đạt được ước mơ của mình cùng với những hoạt động thực tiễn. Điều mà em ấn tượng nhất khi mà bước vào ngôi trường này đó chính là cơ sở vật chất của trường có đầy đủ tất cả các trang thiết bị, và điều quan trọng nhất đó chính là khoảng thời gian học tập là 3 năm. Và khoảng thời gian này nó thực sự rất là lý tưởng để em có thể hoàn thành chương trình học của mình. Em cảm thấy trường Đại học Phú Xuân là một môi trường học tập khá là lý tưởng và để có thể phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng mềm. Em sẽ luôn giữ tinh thần lạc quan và sự tự tin để vượt qua mọi khó khăn trong quá trình học tập. Nhân dịp năm học mới, em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các bạn. Chúc các bạn luôn gặt hái được nhiều thành công và vượt qua mọi thử thách. Chúc các bạn có một năm học thật bùng nổ. Nhân dịp năm học mới này, em cũng xin chúc quý thầy cô, cả anh chị khóa trên và cả ban tân sinh viên có một năm học mới thành công rực rỡ và đạt được những thành quả tốt đẹp. Đến với năm học mới đây, em xin chúc các bạn sinh viên sẽ có một năm học thật là thú vị, bổ ích, từ đó để đạt được những thành tích thật là cao. Bạn đã sẵn sàng cho một hành trình mới đầy khám phá. Năm học 2024-2025, Đại học Phú Xuân hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đáng nhớ. Với chủ đề chuyển đổi, gắn kết, tạo lập giá trị, chúng ta cùng nhau viết nên những trang sử mới. Giờ đây, những hạt giống nhỏ bé sẽ được gieo mầm trên mảnh đất màu mỡ của Phú Xuân. Cùng nhau, chúng ta sẽ chuyển đổi để trở thành những con người toàn diện, gắn kết để tạo nên một cộng đồng học thuật năng động, và cùng nhau tạo lập giá trị cho xã hội. Đại học Phú Xuân, nơi ước mơ trở thành hiện thực.